Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không? Mình hát hay thế nhỉ. À, vậy là mình đã xong xuôi tất cả những công việc với những chú chim của mình rồi. Con nào con đấy là được treo hết lên rồi. Đấy. Còn công việc tiếp theo đó là đi lấy mấy cái giỏ cua các bạn. Ây da. Thật sự là rất chi là nhiều việc nhưng mà được cái là vui ra phết đấy. Mình cũng chẳng ngờ rằng là mình lại hát hay đến như vậy. Long Đen xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hôm nay ngày 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi. Cho Long Đen gửi tới tất cả các bạn nào là thiếu nhi thì có một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc ở bên gia đình. Còn bạn nào mà không phải là thiếu nhi thì cũng vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. À, chia sẻ với các bạn một niềm vui nữa, đó là mấy em khuyên của mình này bắt đầu có tố chất rồi. Những cái em mà mình đang phơi nắng như này, là tức là gọi là tắm nắng, thì nói từ phơi nắng thì nó hơi thô bạo đúng không, gọi là tắm nắng, thì đã có tố chất rất chi là hay. Còn cái em khuyên Thuần kia kìa các bạn kìa, kìa kìa, đấy thủ phạm là nó đấy. Bắn chè rất chi là ác rồi nhưng mà lửa không căng, tức là không mạnh. Chỉ thi thoảng vui lên thì chí chí chè chè thôi, còn nếu không vui thì lại trở về cuộc sống bình thường. Còn thì các em chè hôm nay mình cũng cho ra ngoài này để cho các em đấy thoải mái dần, chứ lúc nào cũng ở phía dưới thì nghe vẻ các em nó hơi hoảng một chút xíu. Tranh thủ chờ vợ mình đang chuẩn bị một số tứ mồi để đi lấy dọ thì mình tạt vào AV một chút xíu. Có lẽ ngày hôm nay sẽ có một sự thay đổi lớn trong cái AV này của mình các bạn. Đó chính là hai bạn sáo. Bạn đấy tấn công em hai em chim gáy của mình khổ quá các bạn ạ. Thật sự là nhìn đến phát hoảng luôn. Nó đuổi nó gọi là, các cụ nó gọi là truy cùng giết tận. Nó đuổi đến mức coi là hai con chim gáy non của mình không có cả dám cất cánh trực thăng bay nữa. Các bạn thấy có ghê không? Nhưng mà thôi được rồi, mình cứ để đó đã. Bây giờ thì đi lấy dọ, không thì sợ muộn quá cua nó lại chết mất. Đấy. Với cái bản chất sợ đỉa của mình ấy, thì hôm nay chính thức mình lại nhờ mình thì quen mồm mà gọi là 113, tức là cảnh sát cơ động ấy. Còn thì trên này thì phải nói là vợ thôi, không là bị ăn cái đâu, con cua lổ trên giỏ. Ờ đúng rồi đấy, em có dám xuống không? À, theo như ý kiến của anh ấy thì là em lấy cái cào, sau em đứng ở trên này này, em móc vào cái cào phát thì nó, cái cào nó có lưỡi, thì là mình nhấc lên nó phát là nó nhẹ nhàng hơn. Đi về lấy cào đi, nhanh lên, nhanh, cái cào thóc này đấy. Nói cái nghe lời ngay thôi. 113 đi rồi thì mình cũng nói xấu một chút xíu. Chả là dưới quê mình ấy, gọi là người ta gọi là đất đồng nụt, mình phải nói thẳng tức là gọi là đất đồng nụt. Đấy. Vợ mình thì là ở trên vùng đồi cao, tức là trên gái phố đấy, tức là gái ở thị trấn đấy. Thì trong cái thời gian đi hỏi vợ ấy là phải hát thuộc bài Lý Ngựa Ô. Các bạn có thuộc bài Lý Ngựa Ô đấy. Có con ngựa ngựa ô đấy, rồi anh đưa làng như làng về dinh ấy, phải coi như là học thuộc hết bài đấy rồi lịnh lọt mãi mới lấy được làm vợ về đây đấy. Nhưng mà nghĩ cho cùng được việc phết đấy. Ôi, cá nó bám ở kia nhiều lắm các bạn, cá kiểu cá rồng rồng ấy, cá con ấy, nó bám nhiều lắm. Mình thì hy vọng rằng là sẽ mình nghĩ là chắc chắn là sẽ được nhiều đấy, bởi vì là cái con nước của năm nay ấy, thì nó nhiều cua lên trên bờ ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ nhiều thôi. Còn thì bây giờ cũng là thả đầu tiên ở trong vụ này. Hôm qua rất nhiều các bạn bảo mình bảo là thế vừa hôm trước thả phóng sinh cua mà tại sao hôm nay lại đi bẫy. Thì chia sẻ với các bạn là mình vẫn bảo rồi, nếu như cái lượng cua cái mà nó nhiều thì mình vẫn cứ thả ra như bình thường thôi. Còn thì hoặc có cua con mình vẫn thả ra. Không thấy à? Ừ, thế để anh về anh lấy cho. Chả được cái bộ dạng thì chỉ được cái càng lớn càng to thôi. Được cái là cần cù bù siêng năng. Đấy, như thế. Lần sau cứ như thế mà làm nhớ chưa? Cào chú bắt giới á. Thử múa xem như chú bắt giới không nào. À hôm nay là quốc tế thiếu nhi đây. Em thử làm một vé về thiếu nhi xem nào. Đấy, thông minh à. Đấy. Làm ăn nó phải có nghệ thuật chứ đi. Đấy xem nào. Ui giời, được đọc con rồi. Thôi nào, đổ ra đi, thôi rồi. Đổ ra thì miếng cá của nó vẫn giữ nguyên đấy.
Rồi sau đó mình ấy, mình lại đổ cho thêm miếng mới vào. Chết rồi. Hói chết rồi. Căn bản là mình lâu không lấy quá. Thôi từ từ để vào một chỗ sau đi gom lại để sang vế kia, để đi về vế kia. Ơ cái ở đầu kia nữa, có một cái ở đầu kia nữa. Bây giờ mở hàng cái đầu tiên được đọc một con các bạn. Một con thì lại bị tèo. Thế có buồn không gì nhỉ? Cứ nghĩ là cái đầu tiên nên phải lưng giỏ. Xem nào, có gì không? Mang đây lên, mang đây không đếm ở đấy. Đếm ở đấy ai nhìn thấy được. Thế mà đếm lên tận 4 con, 5 con đếm cứ như đúng rồi. Được 3 con. Cho một con nữa. Để ý kỹ vào nó bám vào gì ạ. Đấy, 4 con. Thế mẹ nào cũng được 4 con thì thế có vẻ này. Phải ngon không này? Đây này, con cua đực đây các bạn này. Đấy. Các bạn bảo là thả cua cái ra mà không thả cua đực ra thì con mái nó, con cái nó cô đơn. Thôi được rồi. Một con đực nó có thể là cõng được 5-6 con cua mái cơ, các bạn cứ yên tâm. Vợ mình vừa vớt một cái này lên. Thì cái này là cái thứ ba các bạn này. Cho vợ xem cái bí mật. Đó là một con rắn đấy các bạn ấy, một con rắn này. Cái này không dám đổ à? Cái này không dám đổ à? Cái trong này cũng không có con cua nào cả, cái này không có con cua nào. Đây, không có con cua nào luôn. Ra đây. Mình nhấc lên các bạn, mình hắn nhấc lên thì mình đón với luôn. Không may cái này vớ được con rắn nước ấy. Mình dọa cho hắn cái. Thôi đây, cái này cứ để đây, kệ nó. Vứt ở đây không sợ đâu, con rắn nó mắc ở trong này không ra được đâu. Chui vào á? Sao em không biết là nhặt cua đổ cá vào vào cái thau rồi sau nhấc cua ra. Cắn thế nào được mà nó có ra được đâu mà cắn. Đã được 10 cái rồi các bạn, chỉ còn được từng này cua thôi. Được mỗi từng này thôi này. Cái đấy được bao nhiêu con thì xem nào. 2 con á, cứ vứt lên xong mẹ mày đổ luôn đi. Các bạn ạ, thôi nói chung là như thế này là cũng không như mình mong ước rồi. Được ít quá, nhưng mà thôi cũng túc tắc gọi là kiếm thêm. Thì thế xong mẹ mày ấy nhá, mẹ mày lại lần lượt vòng đổ theo đường kia. Lần lượt hết cái thùng này nhớ chưa? Để bây giờ anh và anh di chuyển cái con chim gáy ra chỗ khác. Thực sự là cũng chẳng muốn là tách riêng chúng nó ra khỏi bố mẹ nó các bạn ạ. Thế nhưng mà các bạn cũng có thể thấy đấy, do tình hình con sáo ấy, nó làm tổ mà. Khi mà con gì vậy đó nó bảo vệ tổ của nó thì nó trở lên nó hung dữ hơn. Rồi thì nó khó tính hơn, nó mổ cái con chim gáy của mình đến nỗi là bục hết cả đầu các bạn. Bục hết cả đầu và mình đã phải sử dụng bôi thuốc các thứ vào cho nó để tránh nó bị nhiễm trùng và nó sẽ, cái thuốc mỡ nó sẽ làm mau liền vết thương hơn. Thì bây giờ em nó đã trong này rồi các bạn này. Khi vào trong này rồi thì mấy chú chim ở trong này thấy lạ, kêu ghê thật. Nhưng mà thôi, mình cũng mong sao là chúng nó bình yên. Mình để thức ăn ở đây các bạn này. Để thức ăn ở đây thì chim gáy nó sẽ dần dần nó sẽ quen thôi. Mình nghĩ chắc dần dần nó sẽ quen thôi. Xa bố mẹ đầu tiên thì
vất vả một chút xíu, nhưng mà theo cái bản năng của nó thì có thể là nó sẽ hòa thuận ở trong này và phát triển ở trong này, chứ còn ở trong kia thì mình cũng không lường trước được việc gì. Đấy, các bạn có thể thấy cái vết thương rất chi là đau của em chim gáy này. Và ở đây hòa thuận với nhau nhá. Đấy nhá, chim gáy này, thức ăn đây nhá. Lúc nào đói thì cứ nhìn các bạn kia nhảy xuống mổ mà cứ ra đây mà mổ nhá. Còn thì nước thì anh treo ở trên này, nhớ chưa? Còn nếu mà thích tắm thì lại cứ xuống dưới này mà tắm. Nhiều các bạn bảo mình bảo là anh để mấy viên gạch ở dưới cái bể này trông nó xấu. Mình biết là như vậy, thế nhưng mà vừa có chỗ cho cá cò con nó chú ý, và vừa thứ hai là chim của mình ở trên nó bay xuống là nó có thể nó tắm được luôn. Đấy. Rồi, bây giờ thì xin chúc cho đôi bạn chim gáy này sống vui vẻ ở trong này và bình yên ở đây. Vậy là dòng sông lại không còn được yên ả như ngày trước nữa rồi các bạn. Vậy là một cơn lũ lớn lại tiếp tục tràn về. Mình cứ ngỡ rằng là sau cái cơn lụt vừa rồi thì có thể là dòng sông sẽ trở lại bình yên. Thế nhưng mà nó không còn bình yên nữa rồi, các bạn có thể nhìn thấy đấy. Nước lại tiếp tục lên. Thì do hôm qua khu vực trên Thái Nguyên, Bắc Cạn là mưa rất chi là to, thì nước lại bắt đầu tiếp tục dồn về. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng con nước của lần này thì mình mong sao là nó sẽ được bình yên, nó không còn dữ dội như của con nước trước nữa các bạn. Chứ còn thì mình cũng đã cảm thấy là rất chi là hoang mang và hoảng sợ rồi. Các bạn có thể thấy cái bể này của mình bây giờ hiện tại nước trong bể này và mực nước ở ngoài kia là nó bằng nhau, bởi vì là có một cái vòi thông ra phía ngoài này các bạn này, để nước xả đáy mà. Đấy, cái vòi thông nó đã ngập rồi, thì nó bây giờ chỉ còn khoảng độ tầm 1m2 nữa thôi là có thể là bằng được cái mặt phẳng của cái bể này, thì có nghĩa đồng nghĩa với việc là nó cũng có thể là nó bằng với trong cái khung vườn của nhà mình. Rất chi là buồn và hoang mang. Thế nhưng mà mình vẫn thường hay tự động viên mình rằng là cái gì đến thì nó sẽ phải đến thôi cậu nhỉ. Nhưng mà cậu có hiểu câu chuyện nó như nào không mà? À, mẹ cháu hôm qua cũng được mấy chục cân thật, cũng tiện thể chia sẻ với các bạn. Hôm qua thì chắc là mẹ mình cũng thấy nước lên thì cũng thấy ham ham thôi, mang lưới ra để tra ấy. Thôi đấy, thế là được từng này đấy các bạn này. Đây, toàn coi như là cái lấm kèn kèn. Tôi lấm lưới lại bỏ, không làm gì được đâu, không gỡ được đâu. Lấm lưới lại bỏ, hỏng hết rồi. Đây, nước lên tới, mực nước lên tới tầm này rồi các bạn này. Đây, đây, từ ở dưới chân mặt vườn của mình đi lên trên này, đấy các bạn thể thấy đấy, chỉ còn độ hơn 1m nữa thôi. Nhưng mà các bạn yên tâm, mình sống ở cái đất vùng lụt này có lẽ là mình cũng quen rồi. Quen đến mức coi như là mình hiểu được cả con nước cơ, là con nước này nó sẽ không bằng con nước trước được đâu. Cho nên là mình cũng yên tâm hơn được phần nào. Bởi vì ở khu vực ở trên Thái Nguyên kia các bạn, thẳng tay mình hướng này là đã cạn, đã không còn mưa to nữa. Thì đây chỉ còn con nước dồn lại để nó thành gọi là, mình gọi là đơn giản, các bạn cứ hiểu là lũ ống thế thôi, đơn giản vậy thôi. Thôi bỏ cái lấm lưới này đi, không làm gì được đâu. Thôi quay trở lại về với khung vườn của mình thì nước đến đâu chúng ta sẽ bắt cầu đến đó. Còn thì cái gì đến thì nó sẽ phải đến, mà cái gì đi thì nó sẽ đi. Có cuộc sống có giữ lại nó cũng không thể giữ lại được, mà có líu kéo cũng không thể líu kéo được. Tự động viên mình là như vậy thôi. Chúng ta lại chào đón thêm 3 thành viên mới nữa, đó là 3 chú ngan của mình. Bao nhiêu cái hy vọng của một tổ trứng rất chi là nhiều, thế nhưng mà lại không thành. Cái lý do rất đơn giản thôi các bạn ạ, đó là mẹ của nó là ấp mổ trứng. Thực sự kể của các bạn thì nó hoang mang lắm, nó ăn trứng cơ. Thế thành ra là giờ chỉ còn được chắc là được 3 con này thôi, còn một con đang mổ mỏ thì không biết là có được hay không. Thế nhưng mà thôi, chào đón 3 thành viên mới lại tiếp tục về với đội của Long Đen. Mong sao là các em nó là một đời an nhiên nha. Nay mai có trống có mái là lại được gây giống ngay mà. Mẹ nó hư lắm, mẹ nó dám coi như là mổ cả trứng của con cơ, trông khiếp sợ luôn. Cái tầm lông này thì mình cũng chưa thể cho ăn được các bạn, để cho nó khô thêm một chút lông nữa. Và thức ăn của nó thì cũng đơn giản, mẹ đưa con xem này. Thức ăn của nó thì vẫn thường hay như thế này các bạn này. Cám pha loãng này, sau bắt đầu dùng cái lông gà. Mẹ bỏ con cái lông gà này. Đây,
Đây, chỉ cần cái lông gà này, nhưng mà chắc là nó chưa ăn đâu. Đây, đây này, đây, sau nó cứ rỉa dần nó quen ấy. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì bạn ấy chưa quen. Chắc phải tầm cuối ngày thì may ra thì mới có ăn nhẹ nhẹ được thì ăn thôi. Đây là cái lơi mà mình tính để dành cho hai bạn chuột lang ấy. Mình trong dự tính của mình là cho hai bạn chuột lang ở đây cho nó rộng rãi này. Có thể là nó sẽ sinh sản. Thế nhưng mà cô con gái của mình lại bảo là bố cho con mượn cái chuồng này để con nhốt mẹ con nhà con mèo. Thì thôi lại nhường cho con gái cái không gian này vậy. Để mình xem con mèo này. Nó bấu mẹ nó này. Các bạn thấy không? Đáng yêu chưa? Đấy, con này là con nhị thể chứ không phải tam thể. Lửa khúc đen khúc trắng. Đấy, đẹp chưa? Cái giống mèo này này. Cứ để nó ở ngoài ấy. Theo bản năng nếu như con mèo nào nó khéo thì nó nuôi con rất chỉ là tốt. Chứ còn nếu con mèo nào không khéo ấy, thì là nhiều khi là nó hay để cho con mèo đực đến tấn công ấy. Thì cho nên là tỷ lệ ở ngoài tự nhiên thì rất chi là khó thành công. Thế thôi, mình cũng phải nhường cho con gái để lấy cái không gian để nuôi mẹ con này, em mèo này. Ngoan nhá, lớn lên đừng có nhìn thấy chim của anh này cứ treo veo. Con mẹ của nó là toàn trèo trên lưới trong AV của mình thôi đấy, hư lắm. Nhìn đáng yêu không? Chưa mở mắt nhỉ? Một chút xíu này, xem một chút xíu thôi. Nếu như ở ngoài tự nhiên mà cầm như này là một lúc sau là nó càm con nó đi luôn đấy. Mắt xanh giống mẹ này. Mẹ nó là mắt ngọc đấy. Đàn gà Tân Châu của mình này, lớn ghê rồi đấy. Vậy là hết giờ tắm nắng của các em nó. Mình bắt đầu di chuyển các em nó đi vào chỗ mát thôi các bạn ạ. Hết giờ rồi. Bây giờ là những giây phút thư giãn nhất các bạn ạ. Những bông hoa đã lở. Nói chung là cuộc sống thì có rất nhiều cái khó khăn. Nhưng mà chúng ta tìm ra những cái cách mà để vượt qua những khó khăn đó thì nó là một cái điều rất chi là hay. Phải biết rằng nỗ lực vượt qua các bạn. Đây là những cái bông hoa mà trang trí trong cái khu vườn nhà mình. Nói từ khu vườn thì nó có thể là nó hơi quá, nhưng mà nói chung là một cái góc nhỏ để đôi khi chăm sóc những bông hoa là một cái giải trí. Nếu như các bạn nào mà có không gian hoặc có thời gian thì các bạn có thể làm một vài chậu hoa thì nó sẽ hay hơn, đẹp hơn cho vườn nhà. Và những lúc mà cuộc sống nó không được thoải mái thì chúng ta có thể là tìm ra không gian đó để tìm niềm vui. Cuộc sống không nên ngừng nỗ lực, phải luôn cố gắng vượt qua mọi tất cả các bạn ạ. Mỗi một cái việc tốt, mỗi một cái hành động tốt là một cái bông hoa đẹp trong cuộc sống này. Và Long Đen cũng luôn chúc các bạn vui vẻ và thành công trong mọi lĩnh vực. Còn bây giờ xin phép các bạn mình kết thúc video. Một lần nữa cho Long Đen gửi tới tất cả các bạn nhỏ trên toàn quốc có một Tết thiếu nhi đầm ấm hạnh phúc bên gia đình.